Ngày 24 tháng 11, Cục Y tế Dự phòng, cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế, gọi tắt IHR, tại Việt Nam, Bộ Y tế đã liên hệ, trao đổi trực tiếp với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, WHO tại Việt Nam và cơ quan đầu mối thực hiện IHR Trung Quốc, đề nghị phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp và báo cáo các cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em tại Trung Quốc. Đồng thời, Cục Y tế Dự phòng cũng đã có thư gửi đại diện WHO và văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, đề nghị cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc. Theo đại diện Cục Y tế Dự phòng, đơn vị đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, CDC Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế để cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, các khuyến cáo phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Trước đó, ngày 22 tháng 11, WHO chính thức yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp và báo cáo cung cấp bổ sung thông tin dịch tễ học, lâm sàng và kết quả xét nghiệm từ các chùm ca bệnh viêm phổi ở trẻ em nước này thông qua cơ chế IHR. Theo WHO, thời gian gần đây, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc có thông báo về sự gia tăng số trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp tại Trung Quốc và nhận định nguyên nhân là do việc dỡ bỏ các chính sách hạn chế liên quan đến COVID-19 và sự lây lan của các mầm bệnh đường hô hấp như cúm, vi khuẩn gây viêm phổi phổ biến ở trẻ em, virus hợp bào hô hấp và virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, mới đây, chương trình theo dõi các bệnh mới nổi có thông báo về các chùm ca bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em xảy ra tại miền Bắc Trung Quốc. Hiện chưa xác định được mối liên quan giữa các chùm ca bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em này với tình trạng gia tăng số trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp tại Trung Quốc nêu trên.